một tựa game sandbox dành cho trẻ em, được gắn mác 7+, tức là trẻ chỉ cần trên 7 tuổi là đã có thể chơi, với nhiều map hấp dẫn như cuộc sống học đường, công viên Jurassic và cả map leo núi cực khó của mình. Các bạn vô tải ủng hộ mình nhé, ID là 154704122. Thì trong số đó có một con map cực kỳ hay, đó chính là map đám cưới. Hôm nay mình sẽ review map đấy, vì sao nó lại nhiều người chơi đến vậy. Video này chỉ mang tính chất giải trí thôi nha các bạn. Ok, tên map là đám cưới đúng không? Vô nhập đám cưới rồi. D-A-M-E đám cờ ơi cưới. Ok. Ồ, cái map này 19,1 vạn lượt tải. Hồi xưa mà mình đi xây map đám cưới, tải lên chắc bây giờ nổi tiếng luôn rồi. Thế kệ đi. Ui, nhưng mà sao nhiều map thế này, rất là đa dạng luôn đó. Map đám cưới thì đủ các thể loại. Đấy, nhiều chưa? Không biết nên chơi map nào. Bây giờ mình sẽ vô sảnh liên thông để tìm map đám cưới nha, để chơi chung cùng người khác. Nhưng mà sao không thấy đâu với ta? Nhớ hằng... Ôi cái gì đây? Chán thế nhỉ? Đã biết tôi sợ ma còn thích hùng. Quay trở lại vấn đề nào. Ủa mà tôi nhớ hàng ngày nhiều map đám cưới lắm mà. Hơi có map chọn bạn trai kìa. À đây rồi, có rất là nhiều phòng luôn à. Không biết nên vô phòng nào. Ok, vô đã. Map gì mở nhiều phòng thế. Ok, vô được rồi nè. Không sao anh em ơi, mình đã vô được phòng khác rồi nha. Bây giờ chỉ cần đợi và vào chơi thôi. Ok. Anh em thấy không, map đám cưới kìa, trên góc bên phải. Bây giờ mình sẽ vô thử coi. Chán thế nhở, ông chủ map chưa có cập nhật phiên bản mới, thế nên tôi không vô được. À thôi, có map I love you với cả chọn đợi nè. Thôi kệ, vô chơi đại nha. Uầy, yeah, vô chơi được nè chứ thôi. Sau bao nhiêu pha xử lý cộng cảnh thì cuối cùng mình cũng vô được rồi. Yay. 2 mình 2 lại nha. Đó, có bạn nào vô phòng nhỉ? Tên là Fesician Master. Không nào đấy. Ok. Hello. Bạn bé bóng đã vào phòng. Ai làm đời y tôi không? GM Bắp 279 Tim Tim nói su buồn lắm đã rời phòng. Ai đây thích không? Chỉ là tôi. GM Bắp 279 Tim Tim nói GM rồi xong. Ui, cái quang cảnh chỗ này đẹp nha. Cái map này cũng xịn phết. Có cái anh đào đồ. Yêu người đẹp mua đồ bằng xu chứ yêu cái con mua đồ bằng đậu như tôi. Tôi kệ đi. Đó, bên kia có 3 hòn đảo kìa. Đấy, map này cũng đầu tư phết đấy. Đáng đồng tiền bát gạo đấy. Bên đây thì có hai cái này, hai đảo. Ồ, dưới đây là lễ đường. Lễ đường thì có rất là nhiều ghế để cho chúng ta ngồi. Để và cũng có rất là nhiều cái hoa anh đào luôn. Đó, ngồi ở đây nhìn lên kia, nhìn lên đôi vợ chồng sắp cưới, nói chung là vậy. Và chỗ bên trên đây chắc là chỗ để cho vợ chồng đứng hay là ai đó. Đó, bên đây có cái tủ đựng hòm thư. Ủa, nhớ map đám cưới mình toàn bắt cua mà, cho nó vui. Chứ map chán chết. Ế lâu gùi cố tìm nơi y. Ok, theo 2 tuổi nói
Ok, tiếp này. Đó, mình vô map này mình chỉ chơi bắt cua không mà. Đó, bắt cua, bờ rồng bắt cua. Đấy, thể hiện. Nè, trời, nhảy gù đời thôi kệ. Rồi, cái tàu đẹp chưa. Tôm cuốn nè. Bờ tờ hờ nói. Bắp 279. Mọi người là nam hay nữ? Mình nói là nam. Ơ mà phòng này chán ghê. Cái mắt này gì chán quá. Thôi kệ, bắt cua tiếp cho đỡ buồn. Đấy, mình vô, mình toàn bắt cua chứ chơi gì đâu. Ui, rớt lại. Vậy, nước sông kìa, à, nước biển kìa. Quá trời cái. Ơ sao chỗ này lại có một cái bị vỡ thế này. Thôi kệ, tiếp tục. Lên trên lầu lại coi. Ok, nãy giờ trải nghiệm vậy đủ rồi. Thì mình xin đóng góp ý kiến là map nên thêm vài cái địa hình bắt cua cho lâu lâu, để mấy bạn nào mà không cua được gái thì vô bắt cua cho đỡ buồn. Ok, vậy thôi. Ok, bây giờ mình sẽ gửi bình luận để đóng góp ý kiến cho chủ map phát triển map nha. Năm like chứ nào. Rồi địa hình bắt cua rất tốt. Ừ, tốt lắm. Mỗi tội hơi ngắn rồi. Với lại chả có cái gì vui tại vì mình không cua được gái thôi. Chứ mấy bạn khác cua được gái vui lắm. Mình thì toàn ăn cơm chó không thấy vui. Thế mà cười cho thân thiện à. Ok, gửi. Ok, chuyên mục review map cũng như là review map đám cưới đến đây là kết thúc rồi. Các bạn muốn mình review map nào nữa thì bình luận bên dưới nha. Ok. Và các bạn hãy nhớ like, share, subscribe để tiếp thêm động lực cho mình nha. Còn bây giờ thì bye bye.